Báo Trung Quốc, nếu chiến tranh với Mỹ, quân đội Nga sẽ không trụ nổi quá 7 ngày. Truyền thông Trung Quốc nhận định về khả năng Nga sẽ bị Mỹ đánh bại trong thời gian ngắn, kết luận mà họ đưa ra là gì? Một bài viết do truyền thông Trung Quốc đăng tải cho biết, trong những năm gần đây, mối quan hệ giữa Nga và Mỹ trở nên xấu hơn, nguy cơ chiến tranh giữa hai phía đã gia tăng. Một số chuyên gia quân sự Mỹ công khai tuyên bố rằng nếu chiến tranh nổ ra giữa hai nước thì Mỹ chỉ cần 7 ngày để đánh bại quân đội Nga. Những tuyên bố này đã thu hút sự chú ý của dư luận. Liệu quân đội Mỹ có đủ khả năng chiếm giữ toàn bộ lãnh thổ Nga trong vòng 7 ngày? Và có thực sự quân đội Nga không thể trụ được quá 7 ngày hay không? Theo truyền thông Trung Quốc, mặc dù Mỹ chiếm ưu thế rõ ràng về quân số của các lực lượng vũ trang phi hạt nhân, nhưng Nga sở hữu một kho hạt nhân khổng lồ. Nếu Moscow dùng tới sức mạnh hạt nhân của mình, họ có thể đánh bại nước Mỹ. Trong chiến dịch nổi tiếng El Dorado Canyon năm 1986, quân đội Mỹ đã tấn công hệ thống radar và sân bay của Libya. Họ chỉ mất 18 phút để tấn công. Không quân Libya đã bị vô hiệu hóa ngay tức thì và không thể tấn công trả đũa. Trong chiến tranh Iraq, quân đội Mỹ sử dụng chiến thuật tương tự. Đầu tiên là họ vô hiệu hóa trạm radar của Iraq, sau đó triển khai không quân tấn công các mục tiêu dưới mặt đất. Sự kết hợp của lực lượng trên bộ đã giúp Mỹ sớm chấm dứt các cuộc chiến tranh tại Iraq. Họ đã sử dụng quân binh được vũ trang công nghệ cao và các loại vũ khí hiện đại để tấn công và tiêu diệt mục tiêu. Từ hai sự kiện trên, một câu hỏi được đặt ra, nếu chiến tranh nổ ra, liệu Nga có khả năng phản ứng kịp thời trước chiến lược quân sự của Mỹ? Sau khi Liên Xô sụp đổ, phần lớn các di sản quân sự của Liên Xô được truyền lại cho Nga. Nhờ thế giờ đây Moscow có kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới. Bên cạnh đó, nước này còn thừa hưởng từ Liên Xô một lượng lớn tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM, máy bay chiến đấu, tàu chiến. Nga đã chế tạo và sản xuất vũ khí, trang thiết bị sang nhiều quốc gia khác, đồng thời sử dụng lợi nhuận thu được để phát triển, triển khai các loại vũ khí tiên tiến hơn, do đó không thể đánh giá thấp sức mạnh quân sự của Nga. Bên cạnh đó, Nga là quốc gia có chiều sâu chiến lược lớn. Với diện tích 17.075.400 km2, Nga là nước có diện tích lớn nhất thế giới, gần gấp đôi diện tích của nước Mỹ. Lãnh thổ Nga trải dài trên lục địa Á-Âu, giáp biển Baltic ở Tây Bắc, biển Đen ở Tây Nam, giáp bang Alaska qua eo biển Bering ở điểm cực Đông. Chiều dài của nước này từ Bắc tới Nam là 4.000 km, từ Nam sang Tây là 9.000 km. Ngay cả khi Nga không có sức mạnh quân sự thì Mỹ cũng rất khó chiếm giữ được một vùng lãnh thổ lớn như vậy trong thời gian ngắn. Và chưa hết, Nga còn có lực lượng hạt nhân chiến lược khổng lồ, số lượng lớn các loại vũ khí chiến lược hiện đại. Mặc dù quân số giảm nhưng mà quân đội Nga được trang bị nhiều loại vũ khí đáng gờm mới, trong đó có tên lửa siêu vượt âm Avangard, ICBM Samad, ICBM Topol-M. Trong số các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân trên thế giới, Nga là nước đứng đầu thế giới về số lượng hạt nhân. Trong khi quân đội Mỹ chỉ có hơn 4.000 đầu đạn hạt nhân, thì quân đội Nga có hơn 5.000 đầu đạn. Họ có bộ ba hạt nhân hoàn hảo, các máy bay ném bom Tu-160, Tu-22M để tấn công đường không, một loạt ICBM phóng từ silo, các tàu ngầm lớp Borei mang tên lửa hạt nhân trên biển. Ngoài ra, Nga còn có hệ thống đoàn tàu tên lửa giấu trên tuyến đường sắt xuyên Siberia. Do đó, truyền thông Trung Quốc kết luận rằng Nga không phải lo sợ bất cứ sự khiêu khích và đe dọa nào từ Mỹ. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.